Chết trong ngày cưới. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật của cặp đôi Matt và Christina ở Hoa Kỳ. Mia ơi, cậu nhìn anh ấy xem, chúng mình đẹp đôi lắm có phải không? Ừ, hai người trông đẹp đôi thật á. Phải nói rằng, chuyến du lịch vừa rồi đúng là định mệnh. Gặp được anh ấy, đúng là vận may lớn của đời mình. Trista, cậu là một cô gái tốt. Bao nhiêu năm cậu đã rất chăm chỉ làm việc, xoay sở một mình ở đây rồi. Cuối cùng thì người tốt như cậu đã gặp được người xứng đáng. Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa? Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Cậu yên tâm. Vâng, anh, em đến rồi nè. À, em thấy anh rồi. Chào em, xin lỗi phải để em đến đây. Ừ, tại công việc anh bận quá. Không sao mà anh, em cũng muốn xem chỗ làm của anh như thế nào. Hôm nay, anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. À, dạ, chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Ồ, anh là sếp hả? Giờ em mới biết đấy. Có gì đâu, nào, mình đi thôi. Ủa, mình đứng đây làm gì vậy anh? À, đợi một chút tài xế đánh xe tới, rồi mình đi luôn. Ồ, anh có cả tài xế riêng cơ à. Nè nè nè, xem ai đi cùng sếp kìa. Trông cô ta quê mùa, chả cân xứng gì cả. Đừng nói cô ta là bạn gái sếp nha, như thế thật không công bằng. Dạ, em gọi anh ạ. Mấy ngày sau, xem kìa, lại là cô gái hôm trước. Xin lỗi, không phải cô đến tìm sếp Matt của chúng tôi đó chứ? Ờ, dạ vâng, đúng rồi. Cô đừng nói cô là bạn gái của sếp đó nha. Vâng, tôi là bạn gái của anh ấy. Cái cô này đúng là không biết xấu hổ. Cô có biết Matt là con trai duy nhất của gia đình tỷ phú Brent không? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói là bạn gái của anh ấy? Cẩn thận kẻo ăn quả lừa to nha. Đúng là không biết mình là ai. Ừ, Chris, em đến rồi à? Dạ, chào sếp ạ. Ừ, chào hai cô. Mà mọi người biết nhau sao? Ờ, dạ không có. À, xin phép sếp chúng em lên văn phòng. Chào em yêu. Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh ăn trưa vậy? Em làm anh hồi hộp quá đi. Em định qua đi ăn trưa cùng với anh, nhưng em lại có việc gấp rồi. Thôi để lần khác nha anh. Ờ, kìa, Chris, có chuyện gì mà gấp thế? Để anh đưa em đi. Ờ, không cần đâu anh ơi. Anh ấy là ông chủ của tập đoàn Massimo. Vậy có nghĩa anh ấy là con nhà tỷ phú. Vậy mà anh ấy không hề nói với mình. Mà cũng tại mình đâu có hỏi. Mình cũng đã nói gì cho anh ấy về thân phận của mình đâu. Có lẽ mình và anh ấy không hợp nhau thật. Hoàn cảnh hai người quá khác biệt nhau. Mình đang ngập tràn trong hạnh phúc nè. Tình yêu quả thật là rất kỳ diệu. Nè, nhưng cũng phải tỉnh táo nghe chưa. Đừng để biến thành tình yêu mù quáng đó. Là mình đã vội vã chạy theo cảm xúc quá. Alo. Rít à, anh muốn gặp em một chút. Em... muộn rồi, sao anh còn hẹn em ra đây? Dạo gần đây anh thấy em hơi lạ. Em không sao mà. Rít à, chúng ta đã biết nhau một thời gian rồi, cũng chẳng thể nói là dài hay ngắn, nhưng anh tin vào trái tim của mình. Anh muốn được ở bên em cả cuộc đời này. Matt à, đừng làm như vậy mà. Chris, em không yêu anh sao? Em nhưng mà... Chris, có thể em cho là đường đột, nhưng anh hết sức nghiêm túc. Dạo gần đây anh thấy em rất lạ. Em khiến anh lo lắng, như không thể có em bên mình, nên anh quyết định cầu hôn em thế này. Matt à, anh hãy hiểu cho em. Hiểu cho em? Có chuyện gì em còn không chia sẻ với anh?
sao lại nói anh hiểu cho em? Anh yêu em, anh muốn gắn bó với em mà. Còn em thì sao? Em hiểu cho anh không? Mát à, chúng ta quá khác nhau. Anh là một ông chủ giàu có, một người có địa vị xã hội. Mọi thứ thuộc về anh có lẽ đều quá cao và xa vời với em. Anh không hiểu sao em chỉ là một cô gái đơn phương độc mã ở thành phố này. Công việc của em cũng là đi làm thuê, đâu xứng với một công tử nhà giàu sinh ra đã ở vạch đất như anh. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng trêu đùa em nữa. Chris. Mấy ngày sau. Nè, chúc mừng sinh nhật nha. Chắc hôm nay có kế hoạch với tình yêu rồi phải không? Thế nên mình mới phải tranh thủ hẹn cậu ra đây giờ này đó. Cảm ơn Mia nhiều nha. Thực ra hôm nay mình vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Mình mới chia tay Matt. Hả? Chia tay? Hắn ta đá cậu rồi hả? Sao hắn dám làm thế? Bình tĩnh đi nào Mia. Là do mình chia tay anh ấy trước. Hả? Sao lại thế? Kể mình nghe thử xem nào. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một quán hải sản ngon tuyệt luôn. Dạ chào sếp ạ. Chào anh Matt. Chào hai cô. Dạ em gọi anh ạ. Lời cầu hôn của anh, em xin lỗi, đừng trêu đùa em nữa. Chris. Đúng là cậu và anh ta như hai thế giới khác nhau. Anh ta khác cậu quá nhiều. Nhưng cậu làm vậy có hơi vội vã không? Chia tay là đúng thôi. Từ hôm ấy mình không liên lạc gì cho anh ấy. Anh ấy cũng không gọi cho mình một cuộc nào. Ủa, như vậy thật sao? Ít ra hôm nay là sinh nhật của cậu, anh ta cũng phải gọi một tiếng chứ. Cả tuần nay rồi, hay anh ấy gặp chuyện gì không hay, mình chỉ hỏi thăm một tiếng thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh ấy còn chặn cả số của mình rồi sao? Hai tuần sau. Mình phải quên anh ta đi. Anh ta chỉ là công tử nhà giàu, thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Là Matt gọi. Anh ta gọi cho mình. Sau bao nhiêu ngày bạc vô âm tín nữa. Mình có nên nghe không đây? Alo. Là anh đây. Anh có thể gặp em ở quảng trường Romas được không? Có gì thì anh nói luôn đi. Anh thật sự cần em lúc này. Làm ơn hãy đến đây. Có chuyện gì với anh ấy sao? Chuyện gì thế kia? Em yêu, hắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi anh bỗng dưng biến mất phải không? Anh xin lỗi vì cảm giác khó chịu đó em phải chịu đựng một mình. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là chính là ngày hôm nay. Có chuyện gì thế này? Như em thấy đấy, đây chính là điều đặc biệt anh dành cho em. Matt à, anh làm gì vậy? Chris, em chính là tình yêu, là định mệnh và cuộc sống của anh mãi về sau này. Về việc anh biến mất thời gian qua, hôm nay em sẽ có câu trả lời. Anh mong rằng nó sẽ đủ thuyết phục để em tha thứ cho anh vì sự biến mất đó. Kia là nhà chị gái em mà. Đúng vậy, là nhà của chị em ở bang Cali. Dạ xin hỏi, đây là nhà của chị Jenny, chị gái của Chris phải không ạ? Vâng, cậu là ai? Dạ em chào chị, em là Matt, là bạn trai của Chris. Chúng em đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Ồ, vậy à. Sắp tới em muốn cầu hôn Chris để có thể chính thức trở thành chồng của cô ấy. Vì vậy em đến đây để xin phép chị thác thành cho chúng em. Trời ơi, cậu thật chu đáo và ngọt ngào. Chris à, em vẫn khỏe chứ? Bằng những điều tốt đẹp nhất, chị chúc phúc cho hai em và cả ngàn lời đồng ý. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con. Con bé có chuyện gì sao? Dạ không thưa bác. Hôm nay cháu đến đây là để xin ý kiến và sự thác thành của bác. Cháu muốn xin bác hãy chấp nhận cháu là con rể của bác. Con gái à, đã lâu mẹ không gặp con. Và thật tuyệt khi biết rằng con vẫn ổn và có một tình yêu ngọt ngào như vậy. Matt à, mẹ và chị của em sống ở hai nơi khác nhau, cách xa hàng trăm cây số. Vậy mà anh đã lần lượt đến gặp họ.
Vì em, anh có thể đi vòng quanh thế giới mà. Nhưng chưa hết đâu. Mẹ, chị, cả hai đều đã ở đây rồi. Chris, vẫn còn một điều nữa. Thưa ba, con xin phép được gọi là ba. Và con cũng xin ba chúc phúc cho con cùng con gái ba là Chris được phép bên nhau. Con xin hứa trước ba rằng cả đời này con sẽ mang đến cho Chris hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng được như vậy. Chris, tình yêu của anh, giờ thì em đã hiểu lý do biến mất của anh rồi chứ. Anh muốn giờ phút thiêng liêng này đây, khi anh quỳ gối trước mặt để cầu hôn em, thì những người thân của em sẽ là những người chứng kiến và thác thành cho chúng ta. Hãy đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Thứ gì nặng nhất? Thái tử, ván này nô tài lại thắng rồi. Không chơi nữa. Dạ, mong thái tử bớt giận. Còn không bao cút đi. Dạ, nhưng thưa thái tử. Chuyện gì nữa? Thái tử đã hứa với nô tài, nếu chơi cờ với người mà thắng được hai ván thì sẽ cho nô tài về quê thăm mẹ mà. Không đi đâu hết, cút đi cho ta. Nhưng mẹ nô tài đang ốm nặng, thái tử đã hứa rồi mà. Hứa thì đã sao chứ, giờ ta không vui, không cho ngươi về nữa. Ngươi dám cãi lệnh sao, muốn chết à? Khôn hồn thì mau biến đi. Thái tử, người đã hứa thì phải giữ lời chứ ạ. Sao lại nuốt lời thế? Xin người hãy cho nô tài về quê đi ạ. Mẹ nô tài sắp chết rồi. Ngươi dám mạo phạm ta sao? Người đâu, mang tên này ra chém đầu cho ta. Thái tử, sao người lại vô lý thế chứ? Dừng tay. Hoàng thượng vạn tuế. Phụ hoàng, con định giết tên nô tài này sao? Dạ, tại hắn mạo phạm con nên. Ta đứng bên kia nãy giờ đã nghe hết chuyện con nói với tên nô tài kia rồi. Dạ. Các người hãy lui cả đi. Còn ngươi cứ về làm việc, lát nữa thái tử sẽ nói chuyện với ngươi sau. Dạ, dạ thưa hoàng thượng. Con tức giận vì chơi cờ thua một tên nô tài nên đã không giữ lời hứa với hắn, đúng vậy không? Con đường đường là một thái tử mà lại thua một tên hầu. Phụ hoàng nói xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Nhưng đó là do con mà. Con đã hứa với hắn thì phải thực hiện chứ. Con là thái tử, có thực hiện hay không hắn đâu thể làm gì được con. Còn có sự hắn tội chết thì hắn cũng phải chịu. Tại sao phụ hoàng lại cứu hắn chứ? Hoàng nhi nè, con làm thế là sai rồi. Rồi sau này ai phục tùng con? Phụ hoàng, hắn chỉ là một tên nô tài nhỏ nhoi thôi, có đáng gì để người quan tâm đâu. Hơn nữa con là thái tử, quyền lực trong tay con, ai dám không phục. Thôi được rồi, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mà chính ta vừa trải qua trong lần vi hành vừa rồi. Cảnh vật nơi đây thật khiến người ta cảm thấy thư giãn. Có lẽ cuộc sống của người dân cũng không đến mức tệ. Dạ vâng, thưa lão gia, quan huyện vùng này cũng được dân chúng hết lòng cung kính đấy ạ. Thế thì tốt. Tiểu Toàn, cánh đồng bo bo kia trông quả là đẹp mắt, ta lại gần đó một chút đi. Dạ vâng ạ. Dạ, những cao lương này mới triểu trịch làm sao? Dạ, theo như kinh nghiệm của con thì chắc cánh đồng này đang chờ để thu hoạch đấy ạ. Người xem, những hạt bo bo đã chín mọng rồi này. Thơm quá. Này ông kia, ông vừa làm gì thế? Tại sao ông lại hái cây bo bo? Bà kia, cánh đồng bo bo này là của bà à? Không phải của tôi, nhưng các ông cũng không được hái. Cao lương đang vào thời điểm phơi khô, ông bẻ một cành đi như vậy chẳng phải rất lãng phí hay sao? Một cành này có bao nhiêu là hạt, nông dân chúng tôi ai cũng mong thu hoạch được nhiều. Trong quá trình canh tác, ông có biết là chúng tôi phải vất vả tới mức nào hay không? Tại sao ông lại vô lý như vậy? Vô lý? Bà có biết là đang nói chuyện với ai không? Không cần biết các người là ai, bởi là ai thì cũng vô lý, cũng đáng trách hết. Chỉ là một cành bo bo thôi mà, bà làm gì to tiếng vậy? Cùng lắm là tôi đền cho bà là được chứ gì.
Đây, bằng này đủ chưa? Đừng có thấy người sang mà ăn vạ nha. Hôm nay bà kiếm được khối tiền rồi đấy. Lũ dân đen này cứ ném tiền vào mặt là im ngay ấy mà. Bà làm cái gì thế? Tôi biết các người có tiền, các người sống trong sung sướng đầy đủ. Nhưng đừng tưởng có tiền là muốn cư xử thế nào cũng được. Cái gì đúng thì tôi vẫn phải nói. Một cành bo bo không đáng gì so với các người, nhưng đối với nông dân chúng tôi, đó là mồ hôi, là nước mắt đấy. Nếu các người không ý thức được điều đó, rồi đi đến đâu cũng lãng phí như vậy, thì người nông dân chúng tôi sẽ rất đau lòng. Nè, bà quá đáng rồi nha. Có biết đây là ai không? Đây là... Tiểu Toàn, thôi đi. Lão gia, bà ta dám xúc phạm người, phải bắt bà ta về trị tội. Ta nói người thôi cơ mà. Xin lỗi bà. Lão gia, tại sao... Chúng tôi đúng là đã hành động thiếu suy nghĩ, đã không màng đến vất vả của người nông dân khi trồng nên những cây bo bo này. Mong bà bỏ qua cho. Cành cũng đã bẻ rồi, các ông cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi cũng không làm khó các ông nữa, chỉ nói để các ông hiểu nỗi vất vả của người nông dân chúng tôi mà không lãng phí nữa thôi. Bà giải chí phải, chúng tôi đã sai rồi, chúng tôi xin phép rời khỏi đây ạ. Phụ hoàng, người Đường Đường là vua một nước, tại sao lại chịu hạ mình xin lỗi một bà lão nông dân bần hàn thế chứ? Rõ ràng bà ta đã phạm tội khi quân, khi xúc phạm phụ hoàng mà. Con chỉ thấy tức thay cho người thôi. Con thắc mắc y hệt như Tiểu Toàn vậy. Trước khi trả lời, ta muốn hỏi con một câu. Con có biết trên thế gian này thứ gì là nặng nhất không? Là gì đúng không ạ? Không phải. Là sắc ạ? Cũng không phải. Tất cả những thứ con nói đều chưa phải là nặng nhất. Bởi nếu dùng sức người vẫn có thể di chuyển được. Trên đời này chỉ có lý là nặng nhất, không ai có thể lay chuyển được. Lý ạ? Đúng vậy. Trẫm Đường Đường là vua một nước, vậy mà chỉ vì một nhánh bo bo mà bị bà lão nông dân mắng cho một trận, không cãi được lời nào. Bởi vì sao? Vì bà lão là người có lý, những lời bà lão nói ra đều hợp tình hợp lý. Nhưng con vẫn chưa hiểu. Người là vua mà, ai cũng phải nể sợ chứ. Bà lão đó có là gì đâu. Bà lão có nói một câu rất đúng. Dù có là ai đi chăng nữa, thì nếu làm điều vô lý cũng là đáng trách. Là vua thì càng không thể đi ngược với luân thường đạo lý được. Như thế thì người đời mới kính nể. Hoàng Nhi, con đừng nghĩ mình là thái tử mà làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Vừa rồi con cư xử với tên nô tài đó như vậy không đáng mặt Nam Nhi đâu, càng không đáng là một thái tử. Trong khi từng lời nói của người đó đều có lý cả. Con sai thì con phải nhận, và lời con đã hứa thì con phải thực hiện. Phụ hoàng dạy rất phải, con đúng là đã quá lỗ mãng rồi. Con xin nghe theo lời chỉ dạy của người, từ sau sẽ thay đổi. Thế mới là con trai ngoan của ta chứ. Hạnh phúc của Ananda. Ngày xưa, giữa thảo nguyên xa xôi, có hai ngôi nhà nằm cạnh nhau. Một nhà của một người du mục nghèo, ngôi nhà kia của một hàng xóm giàu có. Ananda! Tạm biệt Bamba. Ananda, con hãy vào thành phố, tìm đến một nhà nào đó giàu có, xin làm kẻ hầu hạ cho người ta. Ban ngày làm việc, ban đêm học đọc, học viết. Sao con phải học đọc, học viết hả bố? Người biết đọc, biết viết là người có sức mạnh, không tai họa nào dám đến gần. Con lên đường ngay đi. Vậy con, một mình cậu vào thành phố ư? Bố mình muốn thế. Ông ấy không thấy như thế là rất nguy hiểm hay sao? Nếu là bố mình sẽ không bao giờ để con đi như vậy. Bố mình muốn mình đi học chữ ha? Hay là cậu đi cùng mình đi. Nhà tớ giàu rồi, giàu là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không phải ở chỗ biết chữ hay không, mà ở tiền bạc. Cậu xem, bố tớ có 1.000 con cừu, giàu có như thế tớ còn đi học làm gì nữa. Ananda
một mình vào thành phố xin làm người hầu. Ban ngày cậu làm mọi việc trong nhà, ban đêm khi mọi người đã ngủ, cậu hí hối học đọc, học viết. Bố ơi, con đã về đây. Bố xem đi, con đã làm đúng như lời bố dặn rồi. Bây giờ con có thể đọc và viết thành thạo rồi đó. Ngày mai con hãy quay lại thành phố. Bố muốn con học thêm nghề thổi sáo. Hả? Thổi sáo ư? Học thổi sáo để làm gì ạ? Âm nhạc có thể bắt người độc ác mỉm cười và làm mềm những trái tim sắt đá. Chẳng hiểu bố nói gì. Ananda về đấy hả? Cậu định đi đâu thế? Tớ lại vào thành phố đây. Cậu có đi cùng tớ để tìm thầy học thổi sáo không? Học thổi sáo ư? Tớ thích. Thầy có thể một lúc thuê 10 người đến thổi cho tớ nghe. Cần gì phải học. Thế là liên tục 600 đêm, Ananda tới nhà ông lão nằm phía ngoài thành phố để học thổi sáo. Mưa gió, băng tuyết, bão giông, không gì có thể ngăn được cậu. Tốt lắm, bây giờ con đã thổi sáo hay hơn ta, con có thể trở về gặp bố con được rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Được rồi, sáng mai con lại vào thành phố, bố muốn con biết đánh cờ giỏi. Nhưng bố ơi, con vừa mới về nhà mà. Con còn nhỏ, cần phải học hành nhiều, càng biết nhiều thứ, lớn lên mới có thể sống tốt được. Lại đi học nữa ư? Bố cậu thật kỳ quặc mà, Ananda ạ. Mình phải đi thôi, mình không thể trái lời bố được. Ông bố chẳng yêu thương cậu ta chút nào, vừa đặt chân vào nhà đã đuổi đi ngay rồi. Thế là Ananda lại tiếp tục lên đường đi học. Cuối cùng cậu cũng trở thành một người chơi cờ rất giỏi. Và đến ngày trở về. Bố ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ananda, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn cướp sẽ có thể quay lại đây nữa. Bố tớ và bố cậu đều không thể trụ được với bọn cướp hung dữ này. Hai tên nhóc con, mày đâu? Còn rối chúng mang theo. Thả ta ra. Đêm nay chúng ta sẽ đi trộm ngựa, cần hai đứa mày giúp một tay. Tên nào chống cự thì chúng ta sẽ giết. Cứ ngồi nghỉ ở đây một lúc, đợi trăng lên đến đỉnh đầu thì chúng ta sẽ tiến hành. Ôi trời ơi, hay quá. Tiếng sáo làm tôi thấy nhớ nhà quá. Thổi đi, thổi nữa đi. Tiếng sáo của Ananda khiến cho bọn cướp say sưa nghe đến mức quên cả việc chúng đang đi đâu, đang làm gì. Tiếng sáo của mày thổi hay lắm. Để thưởng công, chúng tao sẽ cho mày tự do. Còn mày, mày biết làm gì? Tôi không biết làm gì. Không biết làm gì thì không tha. Kẻ vô công rỗi nghề nhất định sẽ là một tên trộm lý tưởng. Ananda, cứu ta. Sao ở đây ai cũng buồn bã thế ta? Thưa bà con, ở đây đang có chuyện gì buồn hay sao ạ? Vua của chúng tôi rất thích chơi cờ. Hằng ngày lính nhà vua ra đường bắt bất kỳ ai đó vào cung chơi cờ với vua. Nếu thua sẽ bị vua chém đầu. Thế nếu vua thua thì sao? Chưa bao giờ xảy ra điều ấy. Vậy cụ hãy chỉ đường cho tôi vào cung vua đi. Ôi trời ơi, chàng trai trẻ, đã có người đợp mạng rồi, cậu vào đó làm gì, để xin chết hay sao? Tôi có việc muốn được gặp nhà vua. Là Bumba phải không? Ôi, Ananda, vừa may mắn trốn khỏi bọn cướp, tôi lại rơi vào tay bọn lính. Chúng đưa tôi về đây bắt chơi cờ với vua, mà tôi nào có biết chơi cờ. Thế thì gây đấy. Cậu từng đi học đánh cờ phải không? Hay cậu dạy mình đi. Học đánh cờ đâu có ngày phút chốc mà học được đâu. Nhà vua tới. Ta đã cố tình nhường ngươi ba bước, vậy mà cả ba bước ngươi đều đi những nước cờ ngu ngốc. Đúng là một kẻ vô dụng. Xin nhà vua hãy tạm hoãn chém đầu anh ta. Tôi sẽ chơi cờ với ngươi. Ngươi là ai? Chán sống rồi hả? Dạ, thần dân là người đi ngang qua vùng này. Nghe nói nhà vua tìm người chơi cờ, nên thần ngỏ ý muốn vào chơi cùng người một ván. Nếu thua
ngài chém cả hai chúng tôi luôn thể. Nào, ngồi xuống đây. Nếu tôi thua, tất nhiên người sẽ chém đầu tôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Ta chưa thua ai bao giờ. Nhưng mà... thôi được, nếu ta thua, ta hứa sẽ thỏa mãn bất kỳ mong muốn nào của ngươi. Ôi trời ơi, người thắng rồi, thật không thể tin được. Xin nhà vua hãy giữ lời hứa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Xin ngài từ bỏ lệnh giết người trong vương quốc ngài đi. Thôi được, từ nay ta cấm giết người trong vương quốc của ta. Thắng được vua, cậu là người thật hạnh phúc. Ananda à, Ananda tuyệt vời. Ananda giỏi quá. Ananda tuyệt vời. Ananda lúc này mới nhận ra mình là người thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã làm theo lời bố. Hạnh phúc vì từ bé đã học được thói quen làm việc nghiêm túc. Và cuối cùng, hạnh phúc vì kết quả lao động của mình đã làm kẻ độc ác trở nên tốt bụng và người nghèo đói trở thành sung sướng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.